Theo Tổng thống Putin, chiến dịch tại Ukraine tiến triển thành công. Tổng thống Putin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tiến triển thành công theo đúng kế hoạch và Nga sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. Mọi mục tiêu được đặt ra chắc chắn sẽ hoàn thành. Chúng ta sẽ đảm bảo an ninh cho nước Nga và nhân dân. Chúng ta sẽ không cho phép Ukraine trở thành bàn đạp cho những hành động hung hăng chống lại nước Nga, Tổng thống Nga Putin ngày 16 tháng 3 tuyên bố trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia. Tổng thống Putin nhấn mạnh nước Nga khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, vốn ở trong tình thế không còn lựa chọn nào khác ngoài tự vệ. Ông cáo buộc rằng Ukraine bị kích động bởi Mỹ và các nước phương Tây, đã tăng cường nguồn lực chuẩn bị cho kịch bản bạo lực và thanh trừng sắc tộc ở Donbass. Ông Putin khẳng định chiến dịch nhằm đảm bảo an ninh quốc gia này đang tiến triển thành công, tuân thủ nghiêm ngặt những kế hoạch đã được phê duyệt từ trước. Chính quyền Tổng thống Ukraine đã nhiều lần tuyên bố Kiev không có kế hoạch dùng vũ lực giải quyết vấn đề ly khai ở hai tỉnh miền Đông. Tổng thống Putin cho rằng trước khi ông phát động chiến dịch, viễn cảnh Ukraine tấn công quy mô lớn vào Donbass và Crimea chỉ là vấn đề về thời gian. Trong tương lai không xa, có khả năng chế độ thân phát xít ở Kiev có thể chạm được tay và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và mục tiêu của họ tất nhiên sẽ là Nga. Ông Putin nói tuyên bố quân đội Nga đã chặn đứng những kế hoạch này. Lãnh đạo Nga lần đầu thừa nhận các lệnh trừng phạt phương Tây đang đẩy nền kinh tế quốc gia vào tình thế không dễ dàng, nhưng ông tin đất nước vẫn đủ sức chống chọi. Ông chỉ trích những hành động của phương Tây thực chất nhắm vào các mục tiêu địa chính trị hung hăng, đồng thời lập luận rằng phương Tây không muốn nước Nga hùng mạnh và có chủ quyền. Ông thừa nhận lạm phát và tình trạng thất nghiệp của Nga sẽ tăng do các lệnh trừng phạt của phương Tây và Moscow còn tái cấu trúc nền kinh tế, nhưng cam kết sẽ hỗ trợ các gia đình có trẻ em. Bình luận về tiến trình đàm phán Ukraine, Tổng thống Putin cho biết Moscow sẵn sàng thảo luận tương lai trung lập của Ukraine cùng hai yếu tố phi quân sự hóa và phi phát xít hóa. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng giới chức Kiev thời gian qua nhiều lần nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột vũ trang nhưng không chấp nhận tuyên bố đầu hàng hoặc loạt điều kiện mà Nga áp đặt. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.